Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác đại diện cho họ nhà trai. Kính thưa các quý vị đại biểu và bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Trong quá trình công tác và học tập của hai cháu Hiền và Trèo, xây dựng cuộc đời trăm năm hạnh phúc, được sự nhất trí của gia đình hai bên cũng hai dòng họ, cho phép của chính quyền địa phương vườn quốc gia Xuân Thủy. Hôm nay ngày này tháng tốt, hai bên gia đình chúng tổ chức lễ kết hôn cho hai cháu.